một nghệ sĩ chọn con đường âm nhạc để dấn thân, trở thành nhạc sĩ trước khi đi học nhạc. Âm nhạc của ông là nghiệp, là sứ mạng dành cho cuộc đời. Mất mát, đau thương cuộc đời riêng, hòa lẫn với hy sinh mất mát của cả một dân tộc khi đất nước bị xâm lược, chia cắt. Nỗi đau dồn nén, lắng đọng rồi bật lên thành âm nhạc. Âm nhạc bật lên từ trái tim đa cảm của một nhạc sĩ dấn thân, đã truyền dẫn, kết nối bao thế hệ, lay động hàng triệu trái tim. Khi nhận được bài thơ của nhà thơ Tả Nguyên vào năm 1984, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Lúc bây giờ tôi đã chấp bút, nhưng phải đến 10 năm sau thì bài hát Đất nước mới hoàn thành. Tôi và nhà thơ Tả Nguyên chưa hề gặp nhau một lần nào. Đến hôm nay, khi nhà thơ đã đi xa, đây là một bài thơ mà tôi cho rất nhiều cái tứ độc đáo, hay nhiều hình tượng, nói về quê hương, nói về đất nước, nói về những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh những người con của mình tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và nhiều người con không trở về. Vì cái sự lâu dài của bài hát đến 10 năm sau mới hoàn thành có một lý do của nó. Thì tôi cảm nhận lên được cái tình yêu đất nước, tình yêu quê hương, tình yêu của người mẹ. Người mẹ Việt Nam, chỉ có người mẹ Việt Nam là hy sinh, anh dũng, anh hùng, hy sinh bất khuất, trung hậu, đảm đang. Thì có chỉ có người mẹ Việt Nam này mới có tấm lòng vĩ đại như thế. Tôi đã thể hiện thành công nhiều ca khúc của anh Phạm Minh Tuấn. Những cái ca khúc của anh đã góp phần tạo nên tên tuổi của tôi đối với công chúng. Tôi đã đem đi gần như là hát khắp thế giới rồi. Nghe diều nỗi đau của mẹ. Sau chiến tranh, nguồn cảm hứng chủ đạo sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vẫn là quê hương, đất nước. Ông yêu mẹ, thiết tha yêu tổ quốc. Người lính đã đi qua chiến tranh như ông càng thấu hiểu vì sao tổ quốc lại là mẹ. Hình tượng tổ quốc thon thả giọt đàn bầu chạm vào trái tim ông niềm rung cảm mãnh liệt. Ông chạm vào tứ thơ chỉ với một giọt đã bung trào những âm thanh thổn thức về mất mát, hy sinh, và sau đó là nốt lặng những giọt nước mắt. Mẹ khóc thầm lặng lẽ khi các con không về, nước mắt chảy ngược vào trong. Ông tâm sự rằng sau khi nghỉ hưu, ông mất gần 5 năm mới lấy lại được cảm xúc âm nhạc để sáng tác. Bởi công tác làm quản lý nhà nước đã lấy đi thời gian của tâm hồn người nghệ sĩ. Ông quan niệm một người làm quản lý giỏi là người phải am hiểu về luật pháp và hành pháp để không bị vướng vào thị phi. Vì thế, trong những ngày ông còn làm phó giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc sở văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh, ông chỉ tập trung vào chuyên môn quản lý. Để tìm lại chính mình, ông đi thăm lại các địa danh lịch sử cách mạng trên dọc chiều dài đất nước, vừa để ôn lại những kỷ niệm chiến trường năm xưa, vừa tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn cảm xúc để có thể tiếp tục sáng tác. Hôm nay tôi rất tự hào và xúc động được về thăm lại quê hương đồng khởi. Vào đầu những năm 60, một sự kiện long trời lở đất mở ra một trang sử mới cho cách mạng miền Nam, để tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Phải nói rằng cái sự kiện này là một mốc lịch sử của cả dân tộc
và rối tôi cũng là một niềm vui ghi nhớ và luôn luôn trở thành tâm niệm của mình trong quá trình công tác và sáng tạo nghệ thuật. Riêng bài hát Hát về quê hương Đồng Khởi, tôi muốn nêu hai ý: nhắc lại truyền thống của những ngày Đồng Khởi và cũng nói lên công cuộc đổi mới trên quê hương Bến Tre của ngày hôm nay. Những người lính đã trải qua mất mát đau thương như ông càng trân quý cái giá của hòa bình. Trái tim ông tiếp tục ngân lên những bài hát về quê hương, đất nước. Âm hưởng cuộc Đồng Khởi Bến Tre được âm nhạc chắp cánh, nhắc nhớ một thời oanh liệt, kết nối những thế hệ cha ông anh hùng trong chiến tranh, tỏa sáng trong hòa bình. Âm nhạc của ông vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa dày dạn vừa trẻ trung. Trái tim ông bật lên những cảm xúc về đất nước, về quê hương, về tình đời, về tình yêu, cho đồng đội, cho người thân, với những ký ức vui buồn. Năm 64 đến 65, khi đoàn văn công giải phóng của miền về dưới này, thì các anh lãnh đạo của ban tuyên huấn lúc bây giờ, cũng như các anh lãnh đạo đoàn văn công tỉnh Bến Tre, phải nói rằng hết sức nhiệt tình. Tôi nhớ rằng có những đêm biểu diễn có cả chục ngàn đồng bào đến xem, đốt lá dừa đi trong cái tiếng pháo vút qua đầu mình. Nhưng mà lòng yêu nước kết hợp với lòng yêu thích nghệ thuật của nhân dân đã động viên cổ vũ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi về diễn như này thì chúng tôi, cái đoàn văn công của Bến Tre cùng với hoạt động, thì có những bài hát của Phạm Minh Tuấn, có bài hát của Bến Tre phối hợp với nhau. Trong những ngày đầu hoạt động đó nó có hiệu quả, xúc động đến bà con. Là đoàn dân công giải phóng của R về, lúc đó là còn có cái tên là đoàn Lúa Xanh, thì trong đó tốp nữ hát cái bài Qua Sông của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn quá trời hay luôn. Mà lúc đó là mình đâu có biết là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là người đánh đàn guitar lại là sáng tác cái bài đó. Trong những cái đợt sáng tác tại Bến Tre đó, thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng đã có rất là nhiều cái bài sáng tác rất là sâu sắc về Bến Tre. Ví dụ như bài hát là Tiếng Hát Trên Quê Hương Đồng Khởi. Hay là tôi được biết là từ năm 1964 đó, hồi trong cái thời kỳ kháng chiến đó, thì anh nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng có thường về Bến Tre công tác. Thì anh có sáng tác một cái bài mà nó có thể nói là để lại cũng rất là sâu sắc và gắn bó với quê hương Bến Tre. Ký ức chiến tranh là món nợ ông tâm niệm phải trả suốt cuộc đời. Về thăm lại chiến trường Bến Tre, ông biết hát về quê hương Đồng Khởi, rưng rưng nhớ những người con gái năm nào sẵn sàng đi về hướng bom rơi. Quê hương Bến Tre đi lên bằng sự dũng cảm trong quá khứ, bứt phá trong hiện tại, nhìn về tương lai. Sự đa cảm và tinh tế khiến những sáng tác của ông hòa nhịp vào mạch đập những vùng đất ông đi qua. Đến sông Hòa Bình thì tôi được đi đào tạo chuyên nghiệp. Người ta thường nói tôi là thành danh mới học nghề. Sự viết của tôi có điều kiện phát huy. Và phải nói rằng tôi đã bước vào nhiều lĩnh vực. Từ bài hát phổ thông đến những bài hát mang chất nghệ thuật. Đến nhạc phim, nhạc sân khấu và viết cả nhạc múa. Cứ mỗi khi mà đất nước chúng ta có một cái thành tựu, có một cái sự kiện nổi bật thì anh đều có những ca khúc hay để ca ngợi. Chúng ta bắt đầu khai thác dầu khí thì có
mùa xuân từ những giếng dầu. Anh rất nhạy bén về vấn đề cuộc sống và anh cũng đã đi khắp các tỉnh thành, các nơi và mỗi một địa phương anh cũng đều để lại những bài hát rất là đẹp để ca ngợi vùng đất và con người đó. Về Long An thì anh có Long An một khúc ca tình. Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc vì cũng đã được học hỏi rất là nhiều từ nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn, những người đi trước có thể nói là cánh chim đầu đàn trong cái âm nhạc cách mạng của Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn thì đối với quê hương Long An cũng có một mối gắn kết rất là đặc biệt. Trước đây thì nhạc sĩ Phạm Anh Tuấn đã từng sống và công tác tại Long An và sau này nhạc sĩ đã có những sáng tác và được người dân ở Long An rất là yêu thích. Ai về bến thu Lộc Giang. Hãy đi nhanh những suy nghĩ để làm giàu đẹp quê hương là điều ông gửi gắm qua sáng tác của mình để tri ân vùng đất Long An trung dũng kiên cường, nơi ông đã từng đi qua, được chứng kiến bao tấm gương anh hùng kêu mang trong chiến tranh. Bao vùng đất ông đi qua, nhưng cái tình ở lại. Mấy chiến trường hậu phương em dân chính thương mà mười giờ. Anh viết từ năm 79 là trong đó có một câu cuối mà anh Tuấn gửi gắm á. Hãy đi nhanh những suy nghĩ để làm giàu đẹp cho quê hương. Cái câu đó sâu sắc lắm. Mà cái người, cái tâm hồn người nhạc sĩ mới cảm nhận được điều đó. Sau chiến tranh, lao động nghệ thuật của ông càng miệt mài, sung mãn. Âm nhạc của ông bội thu với những ca khúc nổi tiếng. Có đến 24 ca khúc được ông khai thác khuôn nhịp 6-8 một cách nhuần nhuyễn. Có một tác phẩm đạt đỉnh điểm của sự sáng tạo nghệ thuật, làm cho tên tuổi tác giả ca sĩ thăng hoa trong bầu trời âm nhạc Việt Nam. Tôi cho rằng đó là một nhạc sĩ mà vừa có thành tích mà vừa có cái năng khiếu sáng tác để phục vụ cho đội. Và với tôi thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một người thầy lớn, giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề nghiệp của mình. Thứ nhất thì anh Phạm Minh Tuấn đã có thời gian là giảng viên dạy hòa âm cho tôi. Thứ hai, ảnh là phó giám đốc tiền nhiệm của tôi. Là một nhạc sĩ nổi tiếng, viết nhiều ca khúc từ trong kháng chiến cho tới thời gian hòa bình xây dựng đất nước. Anh đã để lại rất nhiều ca khúc cho công chúng và cho cả sự nghiệp đào tạo thanh nhạc của Việt Nam. Năm 1980 thì mình được cử đi học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó lên mới gặp nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lần nữa. Thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn lúc đó hình như là học năm cuối đại học, tức là từ miền Bắc chuyển về. Thì sau đó là nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn làm chủ nhiệm khoa, rồi lên làm phó giám đốc nhạc viện, rồi rút về sở làm phó giám đốc sở. Rồi mình rất là mừng và gặp Phạm Minh Tuấn để học hỏi nhiều lắm, bị là chủ nhiệm khoa của mình mà. Suốt trong thời gian là 4 năm học ở Đại học Sáng tác thì thầy Tuấn đã giúp đỡ và dìu dắt tôi rất là nhiều. Thầy rất là nhạy với cái cảm xúc, với cái cuộc sống ở xung quanh. Cũng giống như là ở chuyên môn thì chúng tôi gọi là rất nhạy với cái nhạc cảm. Trong những tác phẩm nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết về quê hương miền Tây thì trong đó là có một bài nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn viết về quê hương Trà Vinh. Rất là được nhiều người rất là yêu thích, nhất là người dân lao động, mà người dân lao động đặc biệt là làm nghề biển ở cái vùng Duyên Hải. Họ hát một cách say sưa trong hội thi, hội diễn hoặc là trong cái cuộc sống hàng ngày cũng thế. Tôi người dân trai nơi miền Duyên Hải đã khơi. Càng đạt đỉnh điểm của sự sáng tạo nghệ thuật, tên tuổi tác giả càng thăng hoa, thì ông càng tìm đến những nơi xa xôi, dùng âm nhạc đánh thức một vùng đất. Âm nhạc xâm nhập vào người lao động bình thường, được họ hát và yêu thích, với ông là phần thưởng quý báu dành cho cuộc đời. Đa số là quần chúng, nhất là các trung tâm văn hóa làm cái
cái chuyên môn âm nhạc á thì thường đa số là sử dụng và anh Tuấn rất nhiều trong hội thi, hội diễn hoặc là sự kiện gì của cơ quan ban ngành. Bài hát nổi tên nhất của anh Phạm Tuấn về miền Tây á, về Cà Mau á, thì chỉ một bài lãng mạn Cà Mau so với nhiều tác phẩm khác viết về Cà Mau. Thì bài hát này thì nó có cái chất tình ca, chất đúng nghĩa là cái tựa là lãng mạn Cà Mau. Thì phải theo mình đánh giá thì bài đó là rất là chất lượng về mặt văn học. Nó có hình tượng, nó có trừu tượng, nó có một cái tình cảm dành cho Cà Mau rất là đậm đà. Biết bằng trái tim, biết bằng một cái cảm xúc thật sự của một nhạc sĩ. Làm với buồn đau, dù người đồng đội nghỉ yên dưới đất sâu. Miền đất quê hương nào với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng tỏa sáng, tràn ngập tình yêu thương. Những người con tổ quốc làm sao không yêu thương vùng đất mũi, nơi nhà thơ Xuân Diệu từng cảm khái kêu lên: Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau. Cà Mau với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn còn có những kỷ niệm máu thịt trong cuộc kháng chiến, nơi có đồng đội nằm dưới đất sâu. Và Cà Mau ngày hòa bình lãng mạn, với đôi mắt huyền nhìn về phía biển. Tôi Bác Hồ là đất nước, là nhân dân, là niềm tin và chiến thắng. Khi chọn nội dung viết Bác Hồ, tôi rất trăn trở. Với lần này thì tôi chọn cái chủ đề là niềm tin. Bởi vì cái niềm tin của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam là không đo đếm được. Tuyệt vời. Từ khi thành lập đảng đến các cuộc chiến tranh mà ta đều chiến thắng, luôn luôn của Bác Hồ với cái niềm tin là nó thấm đẫm trong lòng người dân Việt Nam. Viết về Bác Hồ, tôi chọn thông qua các bài viết, các bài thơ của nhiều nhân vật tiêu biểu đã viết về Bác Hồ. Nhưng lần này tôi lại chọn cái câu thơ chính của Bác Hồ đã được đăng trong danh ngôn Hồ Chí Minh. Bài thơ này thì Bác đã nói vào tháng 2 năm 1942 câu thơ như thế này: Dân ta xin nhớ chữ đồng, đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh. Chỉ vậy gọn thôi mà Bác toát lên mục tiêu, cái ý nghĩa đoàn kết dân tộc, đoàn kết thế giới mà tôi rất tâm đắc, nên tôi đưa vào bài hát Niềm Tin. Về những nơi đồng chùa nắng kha, Bác nghe dân. Từ hạt bụi khi có niềm tin cũng biến thành hoa thơm cỏ ngọt, dâng hiến cuộc đời. Dẫu cuộc sống trải qua bao thăng trầm nghiệt ngã, những mất mát tổn thương, trái tim ông vẫn nguyên vẹn một niềm tin kiên định nhìn về phía trước. Âm nhạc ông nhiều thể loại, cách thể hiện đa chiều phong phú, nhưng nhất quán với niềm tin vào con đường ông chọn lựa để dấn thân thời tuổi trẻ. Niềm tin và tình yêu đã giúp ông một lần nữa dùng sức mạnh âm nhạc làm cho vĩ nhân trở nên gần gũi, giản dị, nhẹ nhàng như làn gió mát, là dòng sông giàu dạt tưới tắm những cánh đồng khô khát, là sen tỏa hương giữa đời thường. Thơ Phổ Dạc, theo tôi thơ đó không kể ngắn dài, nhưng điều trước tiên khi nhạc sĩ đọc lên là thấy được nhiều ý mới. Những câu thơ toát lên những vần điệu, đó là nền tảng cho giai điệu. Bởi vì âm nhạc là nghệ thuật của thời gian, nghe nó
lướt qua, nhưng phải động lại trong người có gì đó. Kể cả ngôn ngữ âm nhạc, kể cả ngôn ngữ văn học trong thơ ca. Tình cờ tôi bắt gặp được bài thơ Ơn Đảng Đã Cho Tôi Biết Được của nhà thơ Đặng Việt Lợi. Khát vọng là nỗi niềm của nhiều thế hệ người Việt Nam. Thành ra đúng hơn, khát vọng là niềm mơ ước vươn tới của cả dân tộc Việt Nam. Tài hoa và khát vọng sáng tạo người nghệ sĩ hòa cùng khát vọng vươn ra biển của đất nước. Ông gửi thông điệp đến thế hệ sau mình bằng một cách rất giản dị. Hãy học cách kiên nhẫn của dòng sông, bắt đầu từ những hạt phù sa bồi đắp, chảy qua thời gian, tích lũy, để lại đôi bờ cánh đồng tươi tốt, dâng tặng hoa thơm trái ngọt cho cuộc đời. Ông có quyền tin yêu và khát vọng. Và sao không là gió, là mây để thấy trời. Nắng vô tư.